Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì đang là buổi sáng các bác. Hôm nay trời mưa quá. Từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay trời mưa ẩm ướt. Thời tiết thì lạnh, rất là lạnh. Hoàng Hiền thì vừa đi làm về, đang chạy vào nhà chị gái. Sáng ngày hôm nay thì Hoàng Hiền đang dậy thì cũng nhận được khá nhiều điện thoại của chị gái. Có gọi lại báo là có tin vui. Chú Hoàng Hiền vào chỉ có tin vui gửi các bác. Không biết là tin vui gì. Nhưng mà Hoàng Hiền nghĩ thì là theo Hoàng Hiền đoán thì chắc là chị chăn gà tốt, to nhanh. Hoặc là hôm nọ chị bảo chị đi cùng cô Toán đi hòn đi mua thêm gà, thì nhiều khả năng là mới bắt gà về, có thêm gà về chăn. Nên là đó là có tin vui. Nhưng mà không biết là có phải không. Hiền hỏi thì không thể nói. Có Hoàng Hiền đang dậy là không hỏi được nhiều. Thì cứ chia sẻ là chị chia sẻ là chú Hoàng Hiền vào chỉ có tin vui gửi đến chú Hiền phải không ạ? Và gái này là đang tiến bộ dần, bệnh tật có vẻ là bớt đi cái bệnh tăng động hấp hấp, bắt đầu là tập trung làm ăn, bệnh cơ bản là đã kiểm chế lại được. Cháu Thành cũng đã ngoan hơn, không còn như ngày xưa có những cái hành động mà rất là bộc phát. Đấy. Vào nhà đây. Có nhà rồi. Ố, sao Thành này lại ở nhà buổi sáng này nhỉ? Hôm nay thứ năm. Chào con, mở cửa đi. Sao đấy, con không đi học à? Sáng nay con được nghỉ, hôm qua con cũng được nghỉ. Sao lại được nghỉ? Nghỉ cả ngày. Hôm nay thì hôm nay thứ năm mà. Vâng, hôm nay bọn con thi hết kỳ rồi. À, thi xong rồi à? Vâng. Mẹ đâu? Mẹ con đang quét dọn. Quét dọn à? Vâng. Mẹ con có tin gì vui ấy? Mới mua gà. Vâng. Đấy, chú đoán ngay được này. Mẹ mày lại khoe bắt gà. Được. Mua bao nhiêu con? 20 con. 20 con á? Vâng. À nhỉ, mua bao giờ? Mua lúc đấy mẹ con trở về. Đấy, trở về á? Vâng. Nhốt đâu à? Mẹ con nhốt bên bên kia. Vâng. Mưa thế, mặc cái áo lạnh nhỉ con? Không. Mặc áo ấm vào. Vâng. Con thấy viêm phổi đấy. Vâng. Đâu? Chuyển hết bên đấy rồi à? Vâng. Mẹ mẹ đâu? Mẹ con ở trong nhà. Vâng, ra đây nè. Ai ở phân chia chuồng à? Vâng. Ghê nhờ. Được đấy. Chào chị. Mới mua gà á? Mua. Bao nhiêu con? 20 con. 20 con á? Mua ở đâu? Mua cái lò chợ cầu. Lò chợ cầu á? Ừ. Gì mà co giò rúm rúm ghê đấy. Vép. Hả? Đi về đó vép. Vừa đi về á? Ừ. Đi với ai? Đi một mình. Một mình mua? Ừ. Sao mà rủ bà Toán? Bà Toán không đi. Đâu? Đây. Ông mua gà to luôn à? Ừ. Gà bằng nhau luôn à? Gà to luôn. Bao tiền con? 10.000. Cũng 10.000. Ừ. Gà bé bé cái 10.000, gà này 10.000. Ừ. Hay à? 10.000. Đâu đây này. Gà đen đâu? Gà đen ở trong kia nó đang rét quá thì cho vào đấy cho nó ủ ấm nó. Cho vào đâu? Cho vào trong nhà. À.
Được đấy nhờ. Ừ. Đây nhờ. Bà gái tiến bộ đấy. À. Xuống hẳn lò à? Ừ, xuống hẳn lò. Chỗ nào? Lò chỗ hàng bán hoa quả. Hoa quả? Ừ. Ừ. Đạp xe đạp xuống. Điện đạp xe đạp xuống. Mưa này cũng đi. Mưa cũng đi mà. Ui dồi. Cái không lạnh à? Không, chị đi chị mặc áo mưa. Thế gà để đâu? Gà không, đeo đeo kiểu gì? Hả? Đeo kiểu gì? Chị đeo xe á. Đạp chị chờ nó buộc cho chị mang về. À. Bà đấy bà ấy buộc. À. Mua gà to luôn. Ừ. Thì mua gà bóc trứng mà. Cho nó gọi một góc nhỉ, nôi cám vào cho nó ăn một góc này để xem đông đông. Chị cầm cái kia vào. Mang cái giá vào góc kia này. Cho nó đông đông, tập trung vào góc để quay nó được. Thành cái cám này này. Đấy, bè này có rời ra. Nó bảo chuyển với củi đi, chuyển vào bếp đi. Chị nấu đến đâu chị cho vào bên đấy chặt. Để chuột nó ấy. Chuyển cái này sang cái bên trục lợn kia. Chỗ cần rơm ấy. Cái ngăn nốt gà cũ. Được chưa? Đây chuột nó giúp đây tối nữa, nào vào nó cắn thế nào? Tối chị lại bắt vào ấy. Tối vẫn bắt à? Ừ. Rồi nhưng mà cứ chuyển ra đi. Đừng có để đấy. Được. Thế là báo tin vui là bắt gà ấy gì? À, biết ngay mà. Diễn viên điện tử dạo này. Được. Thế à? Được đấy nhỉ? Ừ. À. được. Ok, được. Tốt đấy. Cái này là được. 20 con. Họ có cho con nào không? Có, chờ lâu người ta cho thêm một con. Được 21 con à? Ừ. Thế là nó hết bao tiền? Hết hơn 200. Hơn 200 á? 200 mấy? Có hơn 200, có 200 mấy. 200 nghìn gì? Ừ, 200 nghìn. Ờ. Số lấy mua nó giả. Ờ. Thế nào đã liền lại quay trở lại gần 50 con gì á? Ừ. Cả thêm 20 con trong kia đã là 70 con rồi. Ừ. Đấy giờ. Rồi đại gia gà rồi. Ừ. Đàn này mà to là kín vườn đấy. Ừ. À. Chị đang mà mai chị lại xuống bắt thêm đây. Lại bắt thêm à? Ừ. Bắt gà gì? Bắt cũng gà lại. Bắt bao nhiêu con nữa? Bắt 200 nữa. 200 nghìn nữa? Ừ. Chứ sau này bà không mua luôn thì bà lại còn... Mà hôm nay nó... Lúc đấy xuống thì tranh nhau rồi. À, mua hết rồi à? Ừ. À. Đại chị nói, bao giờ có? Mai. Chiều nay có không? Chiều có. Có không? Chiều đưa đi luôn. Chiều có. Chiều có gì? Ừ. À, thế chiều đi bắt luôn nhá. Ừ, chiều đấy nên. Được, cho mày đi. Thì mua mua bao mua con? Thì mua thêm 200 nữa. 200 nghìn nhỉ? Ừ. 20 con nữa? Ừ. À, thế thì gần 100 con gà rồi. Ừ. Được đấy, nhờ. Ừ. À, nó xuống bây xem giờ, nò nào. Chị bây giờ chị không lội được bùn, không ấy là thì phải chăng nhỉ. Ừ, thế còn bao tiền nữa? Còn chị... Quay đây. Chị còn 2 triệu rưỡi nữa. Quay vào đây. Vào đây. Chị còn 2 triệu rưỡi nữa. Một quá đi lấy rút tiền nhớ à, ấy. Tập lấy ô tô của thằng này. À, chương trình cầu lời yêu thương tặng quà cho Thành nhá. Tặng bao nhiêu? 2,8 triệu à? À, thế là mua gà vẫn hơn 200. 100 mua thức ăn. À, và còn 2,5 triệu nữa. À, thế gửi ở đâu rồi? Hay để đâu? Cẩn thận nó tiêu hết à, mất rồi mất là chết nhá. Ừ. À, thế là vừa được mua gà, vừa được quà cả nói yêu thương. Ừ. Ừ. Thế là báo cả hai tin vui đúng không? Ừ, cả hai tin vui. À, thế là được, ok. Được đấy. Ừ. Đại gia gà rồi. Ừ. Được đấy nhờ. Đại gia gà rồi. Gà này chỉ cần một tháng nữa là to hơn cân rồi. Gà riêng chú lên là to. Này mà... nhớ chú hiền hôm qua là điện khoe chú bảo là thôi để tôi chú đi vùng cao cũng điện được. Ai? Thành. Đúng không? Và điện cho chú nhưng mà bảo là đi vùng cao không có sóng.
À, điện làm gì? Khoe cái gì? Khoe con được tiền tập nãy xưa. À, mới lại mua gà đây gì? Ừ. Qua điện không được đúng không? Ừ. Qua ra đi bản là không có sóng đâu. Không có sóng. À, cắt sóng ngay. Thế là mới nhận được à? Mới nhận qua. À. Xin chúc mừng nhá. Ừ. Thế thì cũng có tiền để mà làm ăn, góp vốn để làm ăn. Nhưng mà chị cũng phải là... Được rồi, chú bảo. Em bảo nhá, chị thì là tiền nong, chị chưa thạo lắm. Đấy, tiêu bao nhiêu thì mua cái gì nó mang ít thôi, mang 100-200 thôi. Được chưa? Còn lại cất thật kỹ. Đấy, hoặc là gửi ai uy tín. Được chưa? Không là nó rơi mất. Là chị mua ngan chăn nữa. Mua ngan chăn à? À, đại gia ngan gà đấy nhờ. Ờ. Ừ. Nhìn thích vậy nhỉ? Ừ. Ô nhưng mà sáng nay thế là lò đấy là họ có còn nhiều? Còn nhiều mà. Quay đây, quay nói chuyện. Cứ hết trong đường họ lại gọi xe mang về mà. Thế chiều này có gì? Ừ, chiều lại có. À. Chiều có. Được, cái chiều đi xuống có gì em bắt luôn. Ừ. Em làm ít muối phải chăn. Ừ. Gà lớn nhanh lắm các bạn, như gió luôn. 10.000 một con à? Ừ. À. To như này. 10.000 một con. Cũng to như này này. À. Được đấy nhỉ. Yeah. À, 500.000. Và được bao nhiêu con? 500.000 á. 500.000 là 50 con. 50 con. Cho thêm mấy con? Cho thêm 1 con, 2 con. 1, 2 con à? Ừ. 1 triệu là được hơn 100 con đúng không? Ừ. À nhỉ, được đấy nhỉ. Ừ. Ừ. Ok đấy. Ừ. Thôi ta chuyển cái củi ra đây này. Chuyển cái củi ra đi. Sao? Tại nhà bèo kín rồi. Bên này... Được rồi, ok. Bên này là nhốt con gà đen kia gì? À đâu, vào xem gà đen luôn à? Đâu nhốt đâu. Không Thành mới đưa chúng vào xem này. Gà quá lo. Hả? Gà rét quá lo chết mất 4 con. Gà bé bé kìa. Chứng tỏ gà đấy nó không bằng không bằng gà này đúng không? Ừ. Gà này có tua con nào đâu? Ừ. Sao ở đây á? Ừ. Bóng này này ăn thua gì? Bóng này cháy à? Không, bóng này nó ủ ấm mà. Hả? Ủ ấm. Bóng đây nó cũng có ủ ấm đâu ấy. À bóng này bóng ủ ấm à? À ừ, được bóng đấy nhỉ? Ừ. Ừ, đấy rồi. Nhưng mà cho nó ngoài dưới kia cho nó có ánh sáng kìa. Ừ. Để đây tối quá. Ừ. Được chưa? Đây mang xuống đi, chuyển dưới này. Đấy, đấy. Đấy cho nó có ánh sáng được. Mang bếp này. Bếp chỗ này gọn gàng phết này. Ờ à, được, tiến bộ đấy. Đây để đây này, chuyển cái bát đũa lên trên kia. Đi chỗ khác. Ơi. Rút điện ra, rút điện ra xong mới mang xuống. À. Mang cái sáng không nhìn nó ăn hiểu chưa? Ừ. Mang cái gì? Ừ. Mang cái gì không thể để cái. Đặt ngang đấy được. Cao lên tí. Tùa con 3 con à? Không, cái này bà cứ mang ra ngoài kia kìa. Bà cứ mang thì nó có chấu và mang dòng cái điện ra ngoài đấy. Ủ ngoài đấy hiểu chưa? Mang ngoài đi. Mang ngoài kia. Đây ngoài kia nó khác thì nhau, mang ngoài đi. Tối thì cho vào hiểu chưa? Ngắn thì mua thêm đoạn dây. Mang ngoài. Vâng, ngoài này nó bẹt kín hết, nó cũng bình thường, không lạnh mấy đâu. Đó, mũ, thằng này nhà cái mũ mẹ lên. Thả ra đấy cho nó thoải mái, cứ thả ra. Đổ ra.
đổ nghiêng ra nó khác ra. Nghiêng nghiêng mẹ ơi. Cho thêm chấu à? Còn chấu không? Còn nữa. Rác thêm chấu à? Chị mua thêm một cái nhỉ? À. Con này nó có do rồi. Đâu? Đấy. Chứng tỏ cái gà này nó không không bằng gà kia đâu. Không bằng gà kia thật. Gà kia nó to, hiểu chưa? Ừ. Gà kia 3 hôm nó to phạp kia. 10.000 một con này, 10.000 con kia vào bắt gà kia vào chăn. Nhanh lớn hơn. Hiểu chưa? Ừ. Đây đây cứ thả ra đây, tối mang vào thôi. Ừ. Hiểu chưa? Ừ. Chạy ăn nó thoải mái. Đấy, anh Tinh thì sao mà co do cái gì? Cho thêm cám nước mang ra. Bình nước đâu? Tài ơi. Lấy cái ấy máng nước to vào đây. Ừ. Bé kín hết rồi, ok. Lấy cái thêm cái tải bịt thêm ở ngoài này nhá. Ừ. Để cho nó gió đỡ đùa vào. Ừ. Đại gia gà. Chăn này là... Hả? Mà chăn đủ đi không đi. Thế à? Tôi không có tiền. Ừ. Múc nước vào không? Cho ít một thôi. Lấy nước ấm, lấy ít một thôi. Lấy nước ấm. Lạnh như mặc áo vào, chứ bộ mặc áo vào cơ mà. Lạnh cái gì? Áo thì không mặc, kêu cái gì? Wow. Đấy, gà này 10.000 con được đấy các bạn. Đẹp đấy. Bò này. Bò này phải rác cái chấu vào nhá. Thường ướt quá. B 11.500.000. Chị gái chị nhờ người nhà mua hộ. Mặc cái áo vào. Kêu lạnh mặc áo vào, thằng này bị sao không đấy? Mày cũng có vấn đề về thần kinh thật. Kêu lạnh mà mặc áo chứ không mặc. Để dán vào góc bên kia, góc bên kia bờ tường ấy. Đấy. Để một góc nó ướt thì nó ướt một góc thôi. Để góc cao cho nó nằm. Không đều cái dép vào. Đây này, khăn nước này. Thấy chưa? Bắn thêm cám cho nó ăn đi. Còn Thành lấy thêm cám ra. Anh ơi. Ta lấy thêm cám đây. À. Bọn gà đen này nó chậm lắm mà gái ạ. Không bằng một phần của bọn gà bên kia. Gà kia bắt nó 3 hôm nó khác hoàn toàn luôn. Mày to nhanh như nhậu này. Mày vẫn meo meo quá. Đóng cái khóa vào. Để cái đấy vơ vơ luôn. Vơ ở dưới cho nó vứt cho nó luôn. Bốc luôn thằng cho nó ăn luôn. Bà gái bốc nó bốc hết cho máng. Thả máng đi Thành. Thả đĩa ấy. Chưa. Này. Cho nó ra đây cho nó. Nó tí nữa thôi. Ừ. Không phải vào, đứng dưới dốc còn được. Tí thôi. Được rồi. Nặng không? Đeo cái dép vào, nhắm vào gai.
Cái đấy cứ để đấy Thành. Nặng cứ để đấy. Để đấy. Ừ. Giờ nhà mấy cái củi bé cho đi kìa. Củi rơi kìa. Cám và con này bao tiền cân? Đấy, 15 nghìn một cân. 15 nghìn cân á? Vâng. Đang vào gần Tết mua cả bao. Rồi, chăn nuôi quy mô lớn đấy nhỉ? À. Cái to này cứ để mẹ bê, cái nào nó rơi nhặt ra. Bò này phải chăn mạnh rồi nhá. Không phải chăn gà mà quên bò đâu nhá. Chị chăn cả nấu cả cám mà. Có nấu không? Có. Ờ, thế được. Đám bã nấu ra. Này bắt thêm hơn 100 con gà này. Đúng là bán là mạnh đấy. Ờ. Nó va mới nhá. Đây mang ngày bếp nấu Thành ạ. Tôi làm cái vũ nào bếp. Ui dồi, quần áo mày phưa này thì bao giờ mới khô Thành? Hả? Ui đây mưa vẫn chảy vào này, khô cái gì? Dạ. Bà gái? Bà phơi đây thì bao giờ khô? Mưa chả bách là chả bách được chảy. Hả? Mưa này chả có chỗ phơi. Buộc cái dây nó ở trong cái nhà kia hoặc cái trên nhà, cửa nhà trên của nhà bên kìa. Phơi đấy. Phơi này nó đất nó vừa nó mưa nó bắn bẩn lên. Một là phải keo cao, hai là cho ở trong nên mưa nó dột vào này thì. Bà đúng là có vấn đề về đầu óc. Ai người ta phơi như này bao giờ? Buộc cái dây này. Bên này không mấy nữa, buộc cái dây phơi này được hay là trước cửa nhà kia kìa, hiểu chưa? Con nhà con với bà con xua cái này lên rồi mẹ con lại lấy xuống. Mẹ mày vấn đề về đầu óc gì à? Quét sạch bên này đi, hiểu chưa? Nếu như bà gái đâu rồi? Nếu như cái trước nhà kia mà không có chỗ buộc ấy, hiểu chưa? Thì bên này quét sạch nó đi. Cái chuồng. Đấy, rau lên được đấy. À. Đấy, bên này nó khu hào thứ lên được cái này. Đấy thấy, ui giời ơi, diễn viên điện tử này đúng rồi. Đấy, buộc cái dây vào đây này, phơi đây này. Hả? Đâu? Đây làm gì? Đây này, móc từ bên này này. Sao bên này này, vòng bên kia à? Được chưa? Ui giời ơi, ai phơi phơi tập thế bao giờ. Mẹ mày đúng là hầm lặng thế giới Việt Nam. Diễn viên điện tử. Hiểu chưa? Mày bảo mẹ mày buộc hai cái dây đây được. Phơi hai cái đây. Hiểu chưa? Ừ. Cầm bát về. Phơi quần áo kia. Mưa này nó sáng năm. Khô. Đất nó bắn bận lên. Này. Lống nhức ghê này. Bó tay mẹ mày. Bà này bà không lấy số được. Hả bà gái?
Tí nữa bà buộc ngay cái dây hay bà cho cái que lên cái trước cửa nhà kia bà phơi đấy nhá. Ừ. Bà nhìn nó bắn bẩn hết lên này này. Ừ. Bà đúng rồi. Nay thằng Thành ướt hôm nay đây này. Vừa ướt bắn bẩn nhưng mà nó có áo nó đi học. Ôi giời. Dìm áo này tổ gì đây Thành? Con mèo nhỏ làm cái chú. Đây cơ mà. Cái áo của mày hay cái gì đây? Bỏ chưa? Bỏ rồi chú. Bỏ rồi gì? Dạ. À, được rồi. Mày có gì đây? Gạch. Gạch rơi à? Dạ. Ừ, đi, nhanh. Đấy, sạch có quang, hiểu chưa? Sau một thích chăn nữa thì lại nó to rồi chuyển bớt sang, hiểu chưa? Ừ. Hai chuồng. Thành vơ cái vũng ở bếp cho mẹ à? Lấy que gạt nó vào. Lấy que đấy gạt các cái vũng ở dưới trong kìa, vơ ở bếp cho mẹ. Đấy. Đây này, trong góc này, vừa bếp. Đàn gà đẹp đấy, nhờ. Cá không bị mất 30 con của chị Hương thuốc thì giờ này đông lắm rồi đấy. Dài nhìn thấy đã bùi nhỉ. Thấy chưa thấy ấy. 50 con đấy, 100 con nó đông lắm nhỉ? Ừ. Gãy cái gì đây? Đấy, mạnh mẽ vơi vào chứ, làm ý ẻo lạ đấy. Được rồi, vơi ít một vào. Ui dồi, bà gái ơi. Ui dồi, con bò. Bò của bà đói lắm rồi này, nó ăn cả que này. Bà lấy ngay cái rơm cho nó ăn đi. Nhanh lên, tranh rơm của Thành kìa. Ui dồi, ôi. Hôm nay bà chưa nấu cám à? Bà gái, hôm nay bà chưa nấu cám à? Nấu chưa? Chăn rồi cho nó vẫn đói này. Ăn cả que này. Mang cái chổi Thành ơi. Mang cái chổi đây. Ít một thôi. Mang ít một thôi. Nó ăn nó bỏ phí ấy. Rơm là mùa này cực quý ấy. Cho vào cái chậu này. Mang cái chậu đặt vào. Đấy, đặt vào trong. Đặt vào riêng này. Đấy, được rồi. Đấy. Thấy chưa? Con này nó ăn nằm phạt về. Chơi nó đuổi ăn. Ăn ác thì. Rồi quét dọn đi. Nhanh. Vừa đưa Thành cho mẹ. Đưa mẹ làm để cho cái vũ này vào bếp. Còn cái giò ấy mang cái ra bón cỏ. Hiểu chưa? Thành cất gọn lên đi. Cất gọn cái cám lên. Nghe gì không? Mang bếp cắt xuống để đổ đấy. Nên nó quang là không có chuột là nó rúc ở đây, hiểu chưa? Đấy. Ví dụ thì để dậm là con chuột nó lao vào nó rúc đấy, là lúc chị không ở đây nó lao ra nó cắn ngay, hiểu chưa? Thoáng là đố nó dám lén vén đây. Đấy. Rồi. Bóc rồi. Rồi Thành quét sạch sạch đi.
quét từ trong kia, nhặt hết vào cái bát này lên. Quét sạch nha. Giò vơ là bón cỏ. Thế là Thành là được chương trình cặp lá yêu thương à? Vâng. Tặng 2,8 triệu à? Vâng. Ừ. Thế là được. Đây quét cho này ra ngoài đi. Bỏ chẻ ngọn ra đã. Cái sạch hết ra. Không, chị cứ làm cái này đi. Cứ để đấy, Thành để đấy đã. Một nửa có dùng được không? Không. Thế vứt bỏ ra ngoài, bò nhẵm vào lỗ tung chân bò đấy. Thành mang ra ngoài. Mang vào trong bếp để đấy. Thế mang ngoài phơi cho nó khô đốt. Đấy, để luôn đấy. Nào đốt. Kiếm cái gì để hót kia đi. Hả? Để thật nó rơi xuống con gà là tùa nhá. Đây, ai buộc hộ hay tự buộc? Hả? Ai buộc hộ hay tự buộc? Chị buộc. Tự buộc á? Ừ. Ừ, được. Tiến bộ đấy. Ừ. Cứ làm ăn này là nhận mưa lời khen từ các bác đấy. Ừ. Thấy là tiến bộ rồi đấy. Các bác theo dõi video chắc là cũng rất là mừng. Thì hai mẹ con là chị ấy, ngày càng thay đổi tích cực, biết tu trí làm ăn đấy. Được cú hích từ các mạnh thường quân, các bác giúp đỡ cho hai mẹ con vươn lên đấy. Mấy gà này nó là gà này nó khỏe nhá, gà này không tùa con nào luôn nhá. Đúng không? Gà này chỉ có bị mèo hôm mèo hay chuột cắn chứ còn chăn này không tùa một con nào, mà to nhá, chắc gà nhá. Con to chắc phải 2 lạng rồi đấy. 2 lạng, 3 lạng rồi đấy. Này nó chăn phải cho 2 máng vào cái ạ. Ờ, 2 máng này cho 2 máng hiểu chưa? Con nào có thể ăn nó căng bụng. Ờ, được đấy. Gần 100 con đấy nhỉ? Đấy nó. Tổng 2 đàn là gần 70 con. Chiều chị mua em xuống em cũng mua về chăn. Chăn nó đại ra gà giống bà gái chứ. Xong em với chị thi mai chăn gà nhanh lớn hơn nhá. Ừ. To hơn nhá. Nhưng mà gái thì cái chuồng trại chăn nuôi là tốt đấy.
Dạ. Đất đai, chỗ làm ăn chăn nuôi chắc chắn. Món quà của cô Thúy Hằng với nước Mỹ giúp đỡ. Bò bê, chuồng trại, nhà tắm, nhà vệ sinh, các thứ. Bỏ ra ngoài, không bỏ nhẫm vào. Được rồi, mang ra bón cỏ luôn, để luôn gốc cỏ. Xin chuối á, còn cây nữa à? Xin nhờ cô dự á, chặt chưa? Cái chỗ chuồng, cái chỗ gạch kia trước cửa bà chuyển chỗ khác này nhá, đừng có để đấy nữa. Đây này, rác luôn chỗ này này, lấy ra bên này được, nó lên. Chuyển nó ra ngoài, để gạch trước cửa nhà. Đấy, rác đều ra đây, bên này lên được cái đây. Cứ cho hết lấy cả nó, không có gì đâu. Cục nó to thì bỏ ra. Rác đều ra, đều cái thứ ra dày quá à. Bên này có đâu. Sáng anh cho vào cái đèo à? Cho vào cái lồng cái đèo à? Ừ, cái thùng xốp mà. Thùng xốp à? Thùng giấy ấy. Thùng gì? Giấy, giấy. Thùng giấy á? Ừ, thùng đựng hoa quả ấy. Buộc kiểu gì? Người ta xuống đấy người ta có thùng ấy. Người ta có gì? Ừ. À. Người ta có thùng, có giấy ấy. Ừ. Được. Được, ok thế nhá. Làm ăn tốt đấy. Hẹn nhá, chiều nhá. Chiều mua. Ok. Làm ăn đấy là được đấy. Nhá. Mẹ con và gái tiến bộ đấy. Hoàng Hiền cũng kết thúc video của mình ở đây nhé. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền nhé. Xin chào các bác.